án vậy. Chưa bao giờ tử tế là bà mới là lỗi thứ hai. Hôm nay thì ngày xưa mình đã có lỗi, hôm nay mắc thêm một lỗi nữa với Sơn thì cũng là sau hai đỉnh hẹn thì chắc chắn anh Bình của chúng ta sẽ được giải nghi lực.